Xin chào các bạn Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một đôi xanh đen cho bé gái xinh xắn như thế này Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của giày ha Phía dưới thì mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi nè Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu tâm 125 g nát S và chữ đỏ Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác ha Để chọn kim cho phù hợp thì mình sử dụng kim hai đầu một đầu số 3 và một đầu số 4 mình sẽ dùng đầu số 4 tương đương kim 2,5 mm. Những bạn nào không có mẫu kim này hoặc là sử dụng loại len khác thì các bạn sẽ so sánh cái độ dày của đầu kim so với sợi len. Khi đưa vào so sánh nè, thì độ dày của đầu kim nó sẽ sắp xỉ bằng sợi len, giúp cho cái mũi móc của mình nó sẽ chắc chắn hơn ha. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len. Những bạn nào mà móc size lớn để cho bé tập đi thì chuẩn bị thêm cho mình một cặp mặt đế xốp để mình dán ở bên dưới nè thì cách cắt cũng như là dán cái mẫu đế xốp này mình có hướng dẫn ở video trước rồi mình có để link ở phần mô tả ha lưu ý khi mình cắt cái cặp đế này các bạn nhớ bo cong lại hai bên để mình có thể phân biệt được chiếc trái và phải ha và để hỗ trợ cho việc dán đế sử dụng thêm cho mình một cây súng bắn keo để mình có thể dán được cái lớp đế xốp này vào trong ha chuẩn bị thêm cho mình một ít dây ren để mình trang trí thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên thì cần móc cho mình một mẫu mặt đế dày len như thế này. Thì mặt đế này mình có hướng dẫn ở video trước rồi ha. Các bạn sẽ dựa vào đó sau đó mình tăng size cho phù hợp. Size này mình sẽ móc 14 cm, tương đương với xích đầu tiên các bạn cần móc là 22 mũi móc và cái chân móc cuối cùng ở phần gót móc 4 mũi móc đơn. Vòng ngoài cùng của phần đế này mình sẽ móc mũi kép đơn giúp cho cái phần mặt đế của mình nó có cái độ rộng ra hơn ha. Đối với những bạn nào mà móc size lớn cần dán đế xốp thì khi hoàn tất mặt đế mình sẽ cắt một lớp đế xốp trống trơn như thế này. Lưu ý khi cắt đế các bạn nhớ bo cong ở hai bên để mình có thể phân biệt được chiếc trái phải ha. Size nhỏ thì mình không cần phân biệt, size lớn thì các bạn phân biệt theo cái mặt đế này là được. Sau đó mình sẽ móc cái phần thân trên nè. Các bạn sẽ chia cho mình cái mặt đế mà mình vừa móc ra làm 3 phần mình sẽ lấy 1 phần 3 từ dưới gót đi lên. Sau đó sẽ đâm kim vào cái chân móc tương ứng với 1 phần 3 đó. Lưu ý ở cái mũi đâm kim đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên trên nè. Đồng thời đâm kim vào một cái đường sát của cái mũi kép đơn. Đâm kim như vậy nó sẽ giúp cho mũi móc của mình khi móc lên nó sẽ không có bị hở ha. Ta sẽ đưa cái sợi len ra phía sau chưa một đoạn len vừa đủ dài nè kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó cũng đâm kim vào cái chân móc mình vừa kéo len đó móc vào đó một mũi kép đơn khi móc nhớ dấu len thừa nhé các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn và đều đâm kim vào đường móc nằm bên trên nè Đối với những mặt đế mà cái vòng ngoài cùng là mũi nửa kép thì mình sẽ sử dụng mũi nửa kép cho hàng móc này nha. Thấy sợi len thừa ở đâu thì nhớ giấu len để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Mình sẽ móc cho đến cái chân móc thẳng hàng với 1 phần 3 bên này. Sau khi các bạn đã móc cho mình được các cái mũi kép đơn nè, đến chân móc cuối cùng thẳng hàng với cái chân móc đầu tiên mà mình móc á. Thì ở cái chân cuối cùng cách đâm kim tương tự, mình đâm kim vào đường móc nằm bên ngoài đồng thời các bạn đâm kim luôn vào một cái đường móc của cái mũi kép đơn đó luôn móc vào đây mũi kép đơn nè nó sẽ giúp cho cái đường móc của mình nó không có bị hở ở phần đế ha tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ta đã đạt được 1 phần ba của mặt đáy rồi nè bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trên Lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên nè. Chân thứ hai nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng móc. Tùy vào độ cao của mũi móc, ở đây mình đã móc lên được 3 hàng mũi kép đơn Kế tiếp là một hàng mũi móc đơn cho cái phần thân sau của mình nó có cái độ cao lên so với cái phần gót chân ha. Mẫu dây này thì mình sẽ có hai chiếc, một chiếc trái và một chiếc phải. Để móc cái phần dây quai nè, mình cài từ bên phải qua bên trái nè, giống như cái chiếc mà mình đã móc ở đây. Thì khi mình đã có được độ cao của phần thân sau rồi, từ đây móc cho mình một sợi dây có độ dài vừa đủ để mình quấn quanh cái phần cổ chân ha. Đối với mẫu dây này mình sẽ móc lên là 20 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 Sau khi đã móc được 20 mũi móc xích, ta quấn cái đoạn xích này qua cái đầu còn lại nè. Mình sẽ tạo ra được một cái độ rộng để mình có thể cột quanh cái phần cổ chân ha. Thì móc lên hai mũi xích, sau đó móc vào chân thứ 20 một mũi kép đơn Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết đoạn xích ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được. Sau khi đã hoàn tất được cái độ dài của đoạn dây cài rồi, mình di chuyển kim đến cái phần thân giày phía sau và mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ móc tương tự cho đến hết cái phần thân này. Lưu ý nè, khi các bạn móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến các cái chân móc gần cái phần gót á Đây, thì những cái chân móc ở phía sau này nó sẽ thẳng với cái phần gót nè. Mình sẽ tiến hành giảm mũi giúp cho cái phần thân sau nó có cái độ bo lại, nó ôm sát được với cái phần gót hơn và nó không có bị giãn khi mình sử dụng lâu dài ha. Các bạn sẽ chụm cho mình hai chân móc này lại thành một nè. Đây là cái điểm thẳng giữa nè, thì mình sẽ chụm lại hai chân này. Sau đó mình sẽ chụm lại một bên nữa ha. Ta lấy len nè, đâm kim vào chân kế bên kéo lên sau đó kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy lên và đâm kim vào chân thứ hai kéo lên kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo lên qua ba chân trên kim hai mũi tạm lại thành được một mũi rồi nè thì tiếp theo các bạn móc cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 mũi kép đơn nữa mình sẽ tiếp tục chụm hai cái chân móc kế bên lại thành một mũi nữa thì cách chụm tương tự ha đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo lên qua ba chân trên kim các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn và móc cho mình cho đến hết hàng khi móc đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len mình sẽ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc và khâu một hạt nút ở đây mình sẽ hoàn tất được một chiếc giày nè còn đối với chiếc giày còn lại các bạn sẽ móc cho mình ngược lại cái phần dây này ha chiếc còn lại thì mình cũng móc cái phần thân sau có cái độ cao bằng với phần thân trước sau đó hàng cuối cùng mình sẽ tạo cái sợi dây quai ha móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại mình sẽ móc các cái mũi kép đơn ở cái phần thân này trước khi móc thì mình cũng bo lại hai điểm ở phần gót giày các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết hàng Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì cái phần dây này mình sẽ móc từ bên này qua ha Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một dây móc xích bằng với cái đoạn dây ban đầu mà mình tạo ở đây Mình sẽ móc lên là 20 mũi móc xích 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau khi đã đạt được độ dài của đoạn dây rồi, ta cột qua bên này này mình sẽ được một cái chiếc dây còn lại ha. Móc tiếp tục lên hai mũi móc xích. Móc vào chân thứ 20 một mũi kép đơn và mình sẽ làm tương tự cho đến hết cái đoạn xích này. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc tạo độ dài của sợi dây cài rồi ha. Lúc này các bạn sẽ di chuyển kim cho mình về lại cái chân móc mà ta móc mũi kép đơn cuối cùng ở cái phần thân đâm kim vào chân móc đó, móc vào đó một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau. Quốc mạnh sợi len sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì mình sẽ hoàn tất được chiếc giày còn lại ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân giày ở bên trên gặp cho mình cái phần mặt đế lại xét với cái điểm mà mình kết thúc ở cái phần thân sau nè các bạn sẽ đo cho mình đến các cái chân móc tương ứng nè mình sẽ đếm các cái mũi móc tương ứng với nhau ở hai bên ha đếm thẳng cho mình lên cái phần đỉnh dày luôn thì đây sẽ là cái chân móc dư ha chân móc nằm chính giữa nè chia đều ở hai bên Bây giờ mình sẽ móc cái phần đỉnh dây. Tùy vào size các bạn cần móc mà các bạn sẽ chia cho mình cái số mũi móc ở phần đỉnh dây cho phù hợp. Những bạn nào mà móc cái phần mặt đế, cái hàng mũi ngoài cùng là mũi nửa kép thì mình sẽ chia ở cái mặt trước là 7 mũi. Còn lúc này của mình là móc size lớn nên mình sẽ chia là 9 mũi ha. Từ cái điểm mà mình đánh dấu chính giữa này, các bạn sẽ dời lên cho mình đến 4 mũi. Mũi thứ tư nè, thì 4 mũi này cộng với lại cái mũi dư là 5 mũi, từ cái chân mà mình đánh dấu này tiếp tục dời lên cho mình một mũi nữa thì mũi này sẽ là cái chiều cao của hàng mũi đơn nhé. Ta đâm kim vào chân móc đó sau đó đưa sợi len ra phía sau. Kéo sợi len qua chân móc. Cái chân móc thứ tư từ cái mũi mà mình đánh dấu qua là cái chân mà ta móc mũi móc đơn đầu tiên nè, các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì đây là cái chân móc thứ nhất mà mình móc cho cái phần thân trước nè. Tiếp tục chân thứ hai trở đi mình sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư móc một mũi móc đơn. Chân thứ năm là cái chân nằm chính giữa nè, móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục ba chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn. Đây, như vậy là mình đã móc vào được 8 chân rồi ha. Chân cuối cùng sẽ là chân thứ 9 nè. Chân thứ 9 thì giống như chân đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Để kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi kế bên, móc một mũi dời. Như vậy là ta sẽ có được kích thước của cái mũi giày nè. chính chân móc tạo ra được 11 mũi móc đơn với hai cái chân móc phía ngoài nữa để mình tạo ra cái độ cao cho hàng móc nữa là 11 chân ha để tiếp tục hàng móc kế tiếp nè độ cao của hàng mũi đơn của mình nó sẽ tương đương với một mũi móc đâm kim cho mình vào chân móc kế bên móc một mũi dời khi quay ngược đầu móc lại các bạn nhớ quay theo ngược chiều kim đồng hồ hàng móc đầu tiên có 11 mũi đơn tạo ra 11 chân cho hàng thứ hai thì hàng thứ hai 11 chân đó chân đầu tiên móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc các chân nằm chính giữa thì mỗi chân móc một mũi móc đơn chưa ra chân cuối cùng ha cách tăng mũi nó sẽ tương tự giống như hàng thứ nhất nè khi móc được đến cái chân móc cuối cùng thì chân cuối cùng mình sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là hàng thứ hai của mình sẽ tăng lên được hai mũi một mũi đầu và một mũi cuối ha lúc này cái đầu kết thúc nó đang nằm ngược nè thì để kết thúc các bạn sẽ đưa cho mình kim ra phía ngoài mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên vào đường móc nằm bên trên luôn ha móc vào đây một mũi dời để ta kết thúc hàng và để tiếp tục hàng kế tiếp thì mình cũng đưa kim ra phía ngoài đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên để mình bắt đầu hàng tiếp theo ha ta quay ngược đầu móc lại hàng thứ nhất và hàng thứ hai tăng mũi đến hàng thứ ba các bạn sẽ không tăng mũi mình sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn ha thì lúc này ở cái hàng thứ hai của mình có tổng cộng là 13 mũi móc 13 mũi đó mình sẽ móc vào, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Không tăng mũi là mình sẽ móc đều nè, móc tương tự cho đến hết hàng. Hàng không tăng mũi thì chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó để kết thúc mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên. Móc một buổi giờ để ta kết thúc hàng và tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong chân kế tiếp bắt đầu hàng tiếp theo ha quay ngược đầu móc lại thì quay ngược chiều kim đồng hồ hàng tiếp theo hàng thứ tư là hàng số chẵn hàng số chẵn thì lúc này các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình ha tức là hàng số chẵn mình sẽ tăng mũi và hàng số lẻ sẽ không tăng mũi thì hàng thứ tư này là hàng tăng mũi nè các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên là hai mũi móc đơn các chân nam chính giữa mỗi chân là một mũi móc đơn móc tương tự cho đến hết hàng khi móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc đây thì hàng này là hàng thứ tư là hàng tăng mũi nè Kết thúc đâm kim từ ngoài vào trong chân kế bên móc một mũi dời. Tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp, móc một mũi dời để bắt đầu hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc nè. Hàng tiếp theo là hàng thứ 5, hàng số lẻ thì mình sẽ không tăng mũi. Không tăng mũi thì móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó mình sẽ xen kẽ thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Trừ cái hàng thứ nhất và hàng thứ hai đi, từ hàng thứ ba trở đi thì mình sẽ móc xen kẽ. Hàng số lẻ thì không tăng mũi, còn hàng số chẵn thì tăng mũi. Tăng mũi thì chân đầu tiên và chân cuối cùng móc 2 mũi móc đơn. Còn hàng mà không tăng mũi thì móc đều ha. Móc cho đến khi nó có cái độ rộng vừa phải để mình luồn các cái ngón chân vào ha. Thì ở đây mình đã móc lên được chín hàng móc, nó đã có đủ cái độ rộng để mình luồn các cái ngón chân vào rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo các cái họa tiết khoảng trống để mình tạo điểm nhấn cho cái phần đỉnh dây nè. Các cái khoảng trống này mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc. Thì đối với cái hàng mũi móc đơn, chiều cao của hàng mũi móc đơn nó sẽ tương ứng với một mũi móc. Còn cái chiều cao của hàng kép đơn nó sẽ tương ứng với hai mũi. Nên lúc này các bạn sẽ dời kim cho mình lên chân thứ hai luôn hả? Ha? Chân thứ nhất nè. Và chân thứ hai nè thì hai mũi này nó sẽ có được cái chiều cao bằng với chiều cao của hàng kép đơn nhé quay ngược đầu móc quay theo ngược chiều kim đồng hồ nè móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn để tạo khoảng trống thì móc lên một mũi móc xích xích này thì tương ứng với chân kế bên ha ta sẽ bỏ qua một chân móc và chân kế tiếp mũi kép đơn lên một xích bỏ qua một chân chân kế tiếp móc mũi kép đơn mình sẽ tạo ra được những cái khoảng trống như thế này móc tương tự cho mình cho đến hết hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng móc rồi để kết thúc cái hàng móc kép đơn này nè chiều cao của hàng kép đơn này tương đương với hai mũi móc nên để kết thúc hàng này mình sẽ bỏ qua một chân và đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp á bỏ qua một chân nè chân kế tiếp này ha. đâm từ ngoài vào trong móc vào đây một buổi dời sau đó tiếp tục hàng móc kế tiếp thì mình sẽ dời lên hai chân vì hàng này là hàng kép đơn ha nên là hai chân móc sẽ là tương ứng với chiều cao của mũi kép đơn ta quay ngược đầu móc lại để cho các cái khoảng trống này nó xen kẽ với nhau nè Thì chân phía dưới của cái hàng móc này nó là mũi kép đơn Thì nó tương đương với mũi xích của hàng móc kế tiếp Móc lên một xích Sau đó đâm kim vào khoảng trống đầu tiên này móc cho mình một mũi kép đơn Đây Thì cái chân mũi kép đơn đó nó sẽ tương ứng với mũi xích phía trên Còn cái khoảng trống xích này nó sẽ tương ứng với mũi kép đơn ha Lên một xích Khoảng kế tiếp cũng móc mũi kép đơn Móc tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến hết. Sau khi móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng là mũi kép đơn thì cái chân này sẽ là mũi xích ha. Bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. mặt đế của mình mình sẽ dán đế nên các bạn sẽ đâm cho mình vào các chân móc ở phía sau, mình sẽ kéo cái sợi len thừa này ra phía sau. Các bạn sẽ khóa lại cho mình cái mũi móc này và mình sẽ dán cái mặt đế xốp vào trong này ha. Nó sẽ che được cái mũi mà mình giấu len nè. Khi đã hoàn tất được phần thân giày rồi, các bạn sẽ sử dụng cho mình keo nến, mình dán cố định cái mặt đế xốp vào trong mặt đế giày len. Thì cách dán mình cũng có hướng dẫn ở video trước rồi ha các bạn sẽ bôi keo cho mình chia mặt đáy ra làm 3 phần. Mình sẽ bôi keo mặt trong ha, chia mặt đáy ra làm 3 phần, bôi keo 1 phần 3 từ đỉnh xuống trước. Canh cho cái thân dày thẳng với mặt đế nè Dán 1 phần 3 rồi Thì tiếp tục lật ngược cho mình cái mặt đế lại Mình sẽ bôi tiếp 1 phần 3 kế bên Đến 1 phần 3 nè Và bôi 1 phần 3 còn lại ha Đến phần gót dày khi đã dán hoàn tất được mặt đế xốp vào trong mặt đế dày len rồi nè, cái đầu còn lại các bạn sẽ khâu cho mình một hạt nút ở đây để mình cài cái phần dây qua lại ha. Ta sẽ có được hai chiếc trái và phải nè. Để trang trí cho phần thân giày của mình thì sử dụng cho mình thêm một cái đoạn dây riêng. Các bạn sẽ luôn cho mình cái phần dây riêng vào các cái khoảng giữa hai mũi kép đơn. Kéo sợi dây ren qua sau đó thắt nơ lại. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái nơ trang trí cho thân giày của mình nè. Mẫu dây này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size theo mặt đế giày len, sau đó mình móc lên cái phần thân giày phù hợp ha. Những bạn nào mà không dán đế xốp thì các bạn có thể móc cho mình hai mặt đế len sau đó mình chập lại và mình móc cái phần thân trên nè. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công.